Tu Hoàng An. Tu Hoàng An xin gửi đến quý vị và khách một ca khúc được mệnh tên Làm Vợ Anh Nhé. Xin quý vị một tràng pháo tay lớn đến quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Chú ghế phụ xin hát tặng chú chính mà đem tên Làm Vợ Anh Nhé, xin cùng lắng nghe. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thất trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ muốn em ở bên. Là người mang đến cho anh những tình cười. Thank you.
Trước tiên Quang cũng xin tha mặt cho toàn thể anh em
cũng như ông bà cô bác hôm nay. Xin gửi đến cô dâu và chú rể sẽ được vĩnh kết đồng tâm và trăm năm hạnh phúc. Và xin quý vị cho cô dâu một ca pháo tay đặc lớn nữa không ạ? Và năm mới cũng xin chúc cho toàn thể quý vị có một năm mới thật an khang và thịnh vượng và năm mới phát tài ạ. À, xin gửi đến quý vị năm mới tên buồn xin ơi xin cô lắng nghe. Xin quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của bạn Hào Nam ạ. Xin quý vị cho bạn chào có tay ạ. Kính thưa quý vị, và để tiếp tục chương trình xin mời quý vị lắng nghe một chiếc bột nan nen và gắt nổi tiếng Hào Nam và Phú Quý xin được gửi đến tất cả quý vị và khách đây một ca khúc sáng tác của Hồ Việt Trung, ca khúc đã mang tên Nam Là Của Em. Xin quý vị cùng thưởng thức.
ngày mai mày trúng số đi, tao với vợ mày với vợ tao đi.